Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay với đà phát triển và mở rộng của hoàn lưu vùng áp thấp phía Tây, ở khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái và Hòa Bình, trời sẽ có nắng từ sớm. Nhiệt độ ở các tỉnh này sẽ tăng lên ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Một số nơi như tại sông Mã, Yên Châu, Mường La của Sơn La hay khu vực Mường Lay của Điện Biên có khả năng xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Còn đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau 10 giờ trời cũng chuyển nắng, nền nhiệt ngày hôm nay tăng được lên mức từ 25 đến 27 độ. Chỉ riêng Quảng Ninh, Hải Phòng hầu như không có nắng nên nhiệt độ ở mức từ 24 đến 25 độ. Ở miền Trung, khu vực từ Thừa Thiên Huế mở lên tới Thanh Hóa, lúc này thì trời vẫn nhiều mây và có sương mù. Nhưng trong ngày hôm nay thì cùng với sự mở rộng của vùng áp thấp phía Tây nên mây và sương mù sẽ tan nhanh. Đến trưa chiều trời sẽ có nắng và nhiệt độ ở đây sẽ tăng lên ngưỡng từ 26 đến 29 độ. Còn đối với các tỉnh ở phía nam của đèo Hải Vân là từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, không chịu tác động của gió ẩm, nên lúc này thì trời mỏng mây, khoảng 1 đến 2 tiếng nữa thì trời sẽ có nắng nên nhiệt độ ở khu vực này trong chiều nay sẽ dao động từ 30 đến 33 độ. Nằm sâu trong khối khí ổn định ngăn cản sự hình thành của mây nên cả Tây Nguyên và Nam Bộ lúc này trời đã có nắng từ sớm. Cùng với nắng sớm cộng thêm cường độ nắng mạnh thì nền nhiệt trong ngày hôm nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ tăng nhanh với biên độ nhiệt từ 2 đến 3 độ một giờ. Mức nhiệt ở khu vực Tây Nguyên dao động từ 30 đến 33 độ. Đối với các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ ở khu vực miền Đông của Nam Bộ là từ 35 đến 37 độ. Ở miền Tây có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay dao động từ 32 đến 35 độ. Trên biển, hiện tượng sương mù xuất hiện trong sáng và đêm nay làm tầm nhìn xa bị giảm xuống dưới 1 km trong sương mù vẫn là hiện tượng thời tiết đáng lưu ý nhất ở khu vực Vịnh Bắc Bộ. Ngoài khơi khu vực phía Bắc và giữa của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió chuyển hướng Đông đến Đông Nam mạnh ở mức cấp 3 đến cấp 4. Còn ở khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, cường độ gió Đông Bắc giảm còn ở mức cấp 4. Sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.